Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Rồi, chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với bộ xe Trường Thi. Rồi, bộ xe Trường Thi vẫn phát sóng video thường ngày lúc 19 giờ để giao lưu với anh em những dòng cây khai thác. Hôm nay giới thiệu với anh em một cây Hải Châu Mini, một cái dáng bay hồi đầu, thế màu tử cũng rất là đẹp. Kính mời quý anh em xem tổng thể cây, một cái cây dòng lá nhỏ hàng mini, là cầm tay mini bằng trà. Cây này có đường thân collect khá là ok và cái bộ đế tương đối đẹp. Cây này thì bộ sàn thị chào giá giao lưu là 1.750.000 bao ship, 1.750.000 bao ship. Quên em báo giá luôn cho quên em theo dõi tham khảo nha. Rồi, đo thông số. Cái này có một cái vành. Một cái vành ở tại vị trí bệ này là nó kích vành nó kích thước 22 nha. 22. Cái chiều cao tính từ mặt chậu nó tầm khoảng 24, phụ tán khoảng 34, và cái chậu này là chậu men cầu kích thước là 22, của người 22, lọt lòng là 18, chiều cao tầm 5 phân rưỡi nha. Rồi, quý anh em xem cái phần đế của coi. Cái này có một cái bộ đế cũng khá là ok. Dòng cây khai thác một cái cây có đường thân lết lượng như này nó chào giá 1.750.000 cũng khá là hợp lý của anh em, chúng ta nghiên cứu nha. Cây này đẹp, dòng lá nhỏ đẹp, chỉ cần làm rất là kỹ, chúng ta đợi dâm lên nó sẽ ấm cái tàn nha. Thì còn mùa tầm khoảng hơn hai tháng nữa nó sẽ tới cái mùa hoa trái. Cây này có một đường cong rất đẹp này. Anh em cứ xem kỹ, hợp ý thì anh em vô luôn. 1.750.000 nha anh em, 1.750.000 nha. Một cái cây nó khá là ok nha. Đó, đây là một cái hàng bung bê bà trà nha. Đây, anh em xem nè. Rất là đẹp. Đó, chúng ta trưng bày bàn trà, chúng ta uống trà. Chúng ta mang đi cà phê. Rất là đẹp, rất là ok. Đây, 1.750.000 của anh em. Của anh em yêu mến thì yêu thích thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo. Người xem thì luôn gắn số điện thoại cũng là số Zalo trên màn hình. Của anh em gọi điện trực tiếp hoặc các bạn giao lưu mua bán trên Zalo. Rồi, 1.750.000. Rồi, này Zalo của anh em một cây hoa giấy Mỹ nha. Cây hoa giấy Mỹ, cây được vào một cái tượng cũng nghệ thuật dáng bay. Cây này người ta trưng bằng trà mini ban công ta chơi. Cây này rất là phù hợp với chúng ta trưng bằng trà. Dòng hoa giấy Mỹ thì nó cũng khá là dễ cho hoa nha. Cây đang quá trình sung mãn này. Chúng ta về chúng ta cắt nước thì cây sẽ cho hoa. Những cây này thì dòng này thì cũng với anh em cũng khá quen thuộc rồi. Cây này giao lưu của anh em giá 850.000 nha, 850.000 bao ship, giá rất hợp lý của anh em, giá rất hợp lý, 850.000 bao ship. Cây này thì có quanh, đo tổng quanh tại cái vị trí này của anh em 25 nha, chiều cao tổng chiều cao đi 33, phụ tán từ tâm chậu đi, tâm chậu khoảng 37 nha, 37, cái là lớn tượng này, tượng cao tính tổng cao tượng là 24 nha. 850.000 của em, 850.000 bao ship, cây khá đẹp nha, giá hợp lý. Rồi, 850.000 bao ship của em hợp lý thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo. Rồi, giới thiệu của em một cây Hải Châu, một cây Hải Châu tầm trung, một người bên đàn tây, cây đang chờ hoa rất nhiều của em, hoa rất nhiều. Hoa này thì nó tầm khoảng 7-8 ngày nữa thì nó sẽ nở nha. Giao lưu của em về thì về tới bên em thì nó vừa chốn nở. Hiện tại đang hoa rất là nhiều và hoa trải đều xung quanh hết cây nha. Cây này cây tầm trung của em, cây này báo giá giao lưu của em giá 2.300.000 của em, 2.300.000 bao ship nha. Cây tầm trung, cây cái chậu nha. Rồi, cây này có hoành, đo tổng hoành bệ là 33 nha của em, 33, và hoành thân là 19 nha. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu là 50.
và phụ 8, 8 là tổng cộng 53. Chậu này là chậu hoa, kích thước là 48 nha, 2 triệu 3 của này, giờ luôn đem 2 triệu 3, loại này đang cho hoa này, một cây thành phẩm luôn, đang cho hoa rất nhiều nha, đây, hoa là hầu như là quanh kín cả cây rồi, hoa rất nhiều của này, hoa rất nhiều, có một số trái để đậu này, đó. Loại những này giao lưu của anh em giá 2 triệu 3 cũng thật sự cũng rất là thú vị rồi. Có đều hết nha, có trái đều hết. Cái này là một cái thành phẩm và không có dùng kẽm nữa. Đó, họ rất đẹp, dòng lá cực kỳ đẹp. Có một số quả cũng đã đậu rồi. Một số quả cũng đã đậu rồi. Ở đây là nó mới tựa bắp nha. Khi mà nó còn hơn khoảng tầm 10 ngày nữa thì nó sẽ nở, nhiều cây nó sẽ rất là đã. Ok nha của anh em. 2 triệu 3 của anh em, 2 triệu 3 của anh em hợp ý thì của anh em gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn thông qua số Zalo. Số điện thoại của này số số Zalo của sàn thi luôn những trong màn hình. Một bên Hải Châu tầm trung, một người bên Đàng Tây. Rồi, 2 triệu 3 bao ship cả cây cả chậu. Rồi, tiếp tục giới thiệu với anh em một cây gân tổ hú hay còn gọi là cây gân vàng. Cây này thì một cây chơi lửa. Dòng gân thì bố xem thấy cũng đã giao lưu khá là nhiều nha. Dòng gan thì người ta chơi lũa, người ta chơi lá, người ta chơi hoa trái. Rồi mời bọn em xem tổng thể cây, cây này dáng bay, cây này siêu lũa luôn, cây cũng khá là ok nha, chỉ cần một tương đối gọi là thành phẩm rồi bọn em. Cây này có một cái bộ đế cũng khá là ấn tượng, cây khá lớn nha, một cái rất nặng của đây, một cái rất nặng. Rồi. Đo một vài thông số cơ bản cho bên em tham khảo. Trên thì sẽ quay gần hơn cho bên em xem sau. Cây này hoành, hoành nhân vị của nó là 84 nha, 84. Ngay cả chiều cao tính từ mặt chậu lên tới ngọn thì nó còn khoảng 47 nha. Và từ tán từ thân chậu là từ thân chậu của em 65. Chậu này chậu tròn đường kính là 41 nha. Cũng 41 và chiều cao 20. Cây gân tổ hú. Rồi, mời bọn em xem cái phần đây này. Đây là hoa và trái nói của đây. Đây. Hoa và trái cái gân đây. Anh bọn em xem này. Hoa và trái nha. Rất là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Chơi rất bền, chơi hoa và trái rất bền. Tầm khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng nha. Đây, đây là hoa và trái của cây. Đấy. Rồi, cái quanh của anh em xem này, siêu lỗ luôn. Cây sống rất khỏe luôn. Sống rất là khỏe. Chồng này người ta chơi lúa, người ta chơi lá, người ta chơi hoa trái. Chỉ cần là già, cực kỳ già luôn. Rất già của này. Quý sinh thi vừa định hình thêm một cái dây sợi kẽm nữa thôi nha. Để nó giữ là cái form một xíu. Chỉ cần này. Rất đẹp. Đẹp nha của em. Cái này là hai người bê nha, một người bê khá là nặng, nhìn khá là đã nha của em. Đây, của em xem lại một lần nữa hoa và trái cây ghen rất là đẹp tuyệt vời luôn. Hoa và trái của cây nha. Rồi, mời bọn em xem chi tiết tổng thể coi một lần nữa. Cây gân này thì bên sàn thị giao lưu với em giá là 2 triệu 250k nha. 2 triệu 250k bạc ship. Bọn em hợp ý thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo. 2 triệu 250k bao ship cả cây cả chậu. Những cây này phí ship tương đối khá là nhiều tiền của em. Cây này phí ship trên dưới 500.000 của em. Rồi 2 triệu 550k, 2 triệu 250k của đây, 2 triệu 250k bao ship cả cây cả chậu nha.